Hôm nay chúng ta sẽ làm quen với một cái công cụ mới ở trong số các công cụ, đó là công cụ pen. Hôm trước thì khi chúng ta bắt đầu vào bài thì chúng ta có nói về cái tầm quan trọng của cái công cụ cũng như là cái vai trò của việc tạo ra vùng chọn. Đấy là cái thao tác mà chúng ta sẽ phải dùng nhiều nhất, làm nhiều nhất, bất kể là chúng ta đang thao tác cái gì, làm với mục tiêu như thế nào, thì cái thao tác tạo vùng chọn để lựa chọn cái vùng làm việc nó cũng là cái điều mà chúng ta phải làm đầu tiên. Đấy. Thế thì chúng ta đã làm quen với các công cụ khác nhau để tạo ra vùng chọn, bao gồm là nhóm công cụ Marquee. Thì công cụ Marquee thì cho chúng ta hai cái công cụ là công cụ Rectangular và Elliptic Marquee, giúp chúng ta tạo ra các vùng chọn mang tính hình học là hình chữ nhật và hình elip. Chúng ta có ba cái lasso, bao gồm là lasso thông thường, polygon lasso và magnetic lasso, để giúp chúng ta tạo ra những cái vùng chọn mà nó có tính biến dạng cao. Sau đó thì chúng ta có hai cái công cụ thuộc nhóm tạo vùng chọn bằng giá trị màu, đấy là công cụ Magic Wand và công cụ Direct Selection. Thế như vậy là chúng ta có trong tay là 5 cái công cụ, nhóm thì là 3 đúng không? Còn công cụ cụ thể mà chúng ta hay dùng là 5 công cụ giúp chúng ta tạo ra cái vùng chọn để chọn lựa các cái vùng ảnh. Tuy nhiên thì mỗi một công cụ đều có cái thế mạnh riêng của nó, và việc mà chúng ta biết kết hợp sức mạnh của công cụ nọ với công cụ kia thì nó sẽ làm tăng cái tốc độ cũng như là cái sự tiện ích khi mà chúng ta chọn lựa các vùng chọn. Nhưng mà nói cho cùng thì các công cụ mà chúng ta đã trao đổi nó cũng vẫn không giúp chúng ta tạo được một cái vùng chọn mà mang tính thực sự là hoàn hảo. Đấy, trong những cái trường hợp mà chúng ta cần một cái vùng chọn mà nó kỹ càng, nó mềm mại, nó tinh chuẩn thì các cái công cụ kia có những cái trường hợp nó không giúp chúng ta làm hoàn thiện được đến mức độ như thế. Thế thì chúng ta cần phải có một sự trợ giúp nữa. Đấy là công cụ pen. Công cụ pen thì bản thân nó thì không phải tạo ra vùng chọn, mà bản chất là nó tạo ra cái đường gọi là đường path. Đấy, nhưng mà từ đường path thì chúng ta cũng có hai phương án. Một là chúng ta dùng nó như một vùng chọn cũng được, và hai là chúng ta biến đổi từ path ra thành vùng chọn. Thế thì trước hết là chúng ta làm quen với công cụ pen và cái cách tạo ra path. Sau đó thì chúng ta sẽ nói sâu hơn về cái cách ứng dụng của nó. Thế thì để bắt đầu thì chúng ta sẽ chọn công cụ pen. Thì công cụ Pen Tool thì có cái phím tắt là phím P, và các bạn thấy ở trên màn hình thì nó có cái hình dạng là cái ngòi bút sắt. Và sau khi chúng ta chọn công cụ rồi thì chúng ta bắt đầu đưa vào trong màn hình và bắt đầu cái quá trình là làm việc để tạo ra đường path của mình. Nhưng trước hết thì chúng ta cần phải phân tích là path thì gồm có hai dạng, là đường path theo dạng thẳng và đường path theo dạng cong. Thế trước hết là chúng ta nói về path thẳng đã. Thế để tạo ra một path thẳng thì thao tác này vô cùng đơn giản. Các bạn chỉ việc là chọn công cụ này, đưa vào trong màn hình này, kích chuột một cái thì các bạn sẽ thấy xuất hiện ở trên cái điểm mà chúng ta kích chuột một cái hình vuông nhỏ màu đen. Đấy, nó gọi là điểm neo hoặc là điểm điều khiển. Đấy. Và sau khi kích chuột xong thì các bạn có thể nhả phím chuột ra và các bạn đưa con chuột tới vị trí mới. Nó nằm bên trái hay nằm bên phải, nằm lên trên hay nằm xuống dưới, cách xa hay gần, đấy là do ý tưởng của chúng ta, là chúng ta muốn là tạo cái đường như thế nào. Sau khi chúng ta đưa cái trỏ chuột tới vị trí mới thì các bạn chỉ việc là kích chuột tiếp lần thứ hai thì các bạn sẽ lại tạo ra cái điểm neo thứ hai. Và lưu ý là giữa cái điểm neo thứ nhất và điểm neo thứ hai nó sẽ được tự động nối lại với nhau bằng một cái đoạn thẳng mạnh như trên màn hình các bạn đang nhìn thấy. Và đấy thì chính là cái mà chúng ta gọi là đường path. Nếu cứ tiếp tục cứ nhả chuột ra và lại nhấp, nhả chuột ra và lại nhấp như thế này, chúng ta sẽ tạo ra được một cái đường gồm có nhiều đoạn thẳng nhỏ đó. Và cái dạng đường path như thế này thì các bạn cũng sẽ thấy là có cái điểm khác biệt một chút, tức là những cái điểm neo
mà chúng ta đã từng tạo ra thì nó có màu trắng. Thế còn điểm neo mà chúng ta vừa tạo ra, tức là vẫn còn đang được chọn lựa, thì nó sẽ có màu đen. Đấy là phân biệt giữa cái điểm neo được chọn và điểm neo không được chọn. Và đường path thì không giới hạn cái số lượng các đoạn phát sinh ra. Nó chỉ khác biệt, lưu ý có một cái điều như thế này thôi, đó là path đóng hay là path hở. Cái mà các bạn đang nhìn thấy trên màn hình đây gọi là path hở, tại vì chúng ta thấy có điểm bắt đầu và điểm kết thúc. Còn nếu như mà chúng ta đưa chuột lại trở về cái điểm mà bắt đầu vẽ mà chúng ta kích chuột một lần nữa thì nó sẽ khép kín lại, và lúc này chúng ta sẽ có một cái đường path khép kín hay gọi là đường path đóng. Thế thì thao tác mà tạo ra cái path như thế này đối với đường path hở hay là path đóng thì cũng không quan trọng, mà chúng ta sẽ nói là path theo dạng thẳng hay dạng cong. Và như vậy thì các bạn thấy là chúng ta vừa mới tạo ra một cái đoạn mà gồm có nhiều cái path thẳng. Bây giờ sang tới path dạng cong thì chúng ta làm như thế nào? Bây giờ chúng ta cũng vẫn sử dụng cái công cụ Pen Tool và bắt đầu cũng bằng cách là nhấp để tạo ra điểm neo đầu tiên. Sau đó cũng nhả chuột ra và các bạn đưa tới cái vị trí thứ hai. Ở vị trí thứ hai này thì thao tác của chúng ta sẽ là kích chuột để tạo ra cái điểm neo thứ hai và cũng tự động nối giữa điểm thứ nhất và điểm thứ hai bằng một đoạn thẳng. Thao tác ở đây nó chỉ khác là gì? Vẽ path thẳng thì tôi kích chuột một cái rồi tôi nhả chuột ra luôn. Còn đối với path cong thì các bạn vẫn giữ con chuột, các bạn không nhả phím ra, và lúc này bắt đầu các bạn kéo dê con chuột đi một chút thì các bạn thấy có cái sự thay đổi ở trong cái đường. Đang từ thẳng thì nó bắt đầu thành cong, và từ cái điểm neo mà chúng ta đang làm việc đó sẽ xuất hiện thêm hai cái gọi là hai tay đòn phụ. Hai tay đòn phụ này thì nghịch chiều với nhau và tương tác với nhau thông qua cái điểm neo chính. Nó hoạt động hoàn toàn nghịch nhau. Nghĩa là sao? Khi tôi thu cái chiều dài của tay đòn bên này lại thì tay đòn bên kia cũng thu lại bấy nhiêu. Theo chiều ngược lại, tôi kéo dài cái tay đòn này ra bao nhiêu thì tay đòn phía đối diện cũng sẽ dài ra bấy nhiêu theo chiều ngược lại. Không những là nó nghịch chiều nhau về cái độ dài ngắn mà nó còn nghịch chiều nhau về hướng. Ví dụ tôi nhấc cái tay đòn bên này lên cao bao nhiêu thì tay đòn bên kia cũng sẽ bị hạ xuống bấy nhiêu. Chúng ta sẽ hình dung ra một cái hình tượng, đấy là cái bập bênh, để nói về cái dạng tay đòn phụ này. Cứ bên này lên bao nhiêu thì bên kia xuống bấy nhiêu và ngược lại. Thế thì bây giờ chúng ta xem xét cái vai trò của cái tay đòn phụ này, nó đóng góp cái gì ở trong cái việc tạo ra và điều khiển cái đoạn phát cong này. Thì các bạn sẽ nhìn thấy rất rõ này. Thứ nhất là cái chiều dài của tay đòn sẽ có sự liên quan mật thiết với cái độ cong của cái đoạn mà chúng ta đang vẽ. Tay đòn ngắn thì đoạn của chúng ta cong ít, tay đòn mà kéo dài ra thì đoạn của chúng ta đang vẽ nó sẽ cong nhiều. Đấy là cái tương tác giữa độ dài của tay đòn với lại độ cong của cái đoạn mà đang vẽ. Thứ hai là nó sẽ giúp chúng ta đảo chiều của đoạn cong. Đoạn cong này của chúng ta đang làm thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó cong lên phía trên, đúng không? Và cong là từ phía phải nghịch ngược lên phía trái. Thế nhưng nếu như bây giờ mà tôi đảo chiều tay đòn này thì tôi đang uốn lại cái đường đoạn cong này, làm cho nó cong từ trên xuống dưới và từ bên trái sang bên phải. Như vậy là các bạn đã thấy cái vai trò của cái tay đòn phụ này. Đấy, thứ nhất này, dài hoặc ngắn sẽ làm thay đổi độ cong, và thứ hai là xoay chiều của tay đòn thì sẽ làm chiều của đoạn cong nó cong theo cái hướng điều khiển của tay đòn. Và các bạn sẽ nhìn thấy là cái tay đòn phía nào thì nó sẽ hướng dẫn, nó sẽ định hướng cho cái đoạn cong mà liên quan tới tay đòn đó. Thế bây giờ tôi uốn và tôi đã cảm thấy là hài lòng với cái đoạn này rồi thì tôi lại nhả chuột ra và tôi lại đưa chuột tới vị trí mới. Ở vị trí mới thì tôi kích chuột thì nó lại tiếp tục nối giữa cái điểm neo mới với điểm neo cũ. Nếu kích thế này nhả ra không thì đoạn này nó vẫn là cong nhé. Đấy,
và nếu mà tôi vẽ tiếp đoạn tiếp theo thì nó sẽ là thẳng. Còn trừ phi là chúng ta vẽ cong xong lại kéo lại cong tiếp thì nó lại cong, tức là tùy từng đoạn một do cái thao tác của chúng ta nhấp rồi thả hay là nhấp rồi kéo thì nó sẽ tạo ra đoạn thẳng hoặc đoạn cong. Thế và trong cái quá trình mà vẽ ra cái đường path như thế này thì cũng có lúc là chúng ta cần phải điều khiển những cái đoạn cong này ở hai bên, phía hai bên của cái điểm neo hay là cái điểm điều khiển nó độc lập nhau. Đấy, thì những cái trường hợp như thế thì chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn nhấn giữ phím An ở trên bàn phím. Thì khi các bạn nhấn giữ phím An trên bàn phím và trỏ cái trỏ chuột vào cái tay đàn phụ này thì các bạn nhìn nó sẽ có cái sự thay đổi về mặt hình dáng. Từ hình dáng là cái đầu bút nó sẽ chuyển sang thành một cái dấu giống như là cái dấu ngoặc nhọn như thế này. Và khi chúng ta bấm vào đây thì chúng ta có thể bẻ hướng của một tay đòn hoặc là tăng giảm chiều dài của tay đòn. Nhưng các bạn thấy rằng là nó rất khác so với cái thao tác mà vừa nãy chúng ta vừa nói, đó là tay đòn này nó đã có sự độc lập với lại tay đòn phía đối diện. Đó, tôi có thể bẻ hướng, tôi có thể kéo dài kéo ngắn mà không làm thay đổi cái độ dài cũng như hướng của cái tay đòn của phía bên này. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ thực hành thử cái thao tác là dùng cái đường path này như thế nào. Các bạn có thể mở một cái bức ảnh bất kỳ, đúng không? Ở đây tôi lấy ví dụ là một cái con vịt cao su, đồ chơi của trẻ con. Đấy. Tất nhiên các bạn sẽ nói rằng là con vịt này chọn dễ thôi, tại vì là màu nền của nó là một cái nền tương đối là thuần, là màu trắng, đúng không? Các bạn có thể chọn rất nhanh toàn bộ cái nền màu trắng, sau đó các bạn đảo ngược vùng chọn lại thì các bạn sẽ chọn được cái con vịt này ngay lập tức. Tuy nhiên đây chỉ là một cái hình đem ra làm ví dụ thôi, tại vì nó là một cái hình mà có nhiều đường gấp khúc, nhiều đường cong và nhiều lần chuyển hướng. Do đó tôi sẽ lấy nó để làm cái ví dụ minh họa cho việc sử dụng cái đường path như thế nào. Thế để bắt đầu thì tôi sẽ chọn cái công cụ path này. Sau đó thì các bạn phải lưu ý giúp tôi thêm một cái điều như thế này. Cái công cụ pen thì nó không chỉ tạo ra đường path mà nó còn tạo ra một thứ được gọi là sharp layer. Thế cho nên là các bạn khi mà chọn công cụ xong thì hãy nhìn giúp tôi lên phía trên thành option này. Ở cái trường này thì các bạn mở giúp hoặc là các bạn quan sát luôn cho tôi xem ở đây nó đã là path hay chưa. Còn nếu trường hợp mà các bạn lại nhìn thấy gì đấy ạ, nhìn thấy ở đây là sharp, thì các bạn hãy sổ danh sách ra và các bạn chuyển lại giúp tôi sang thành path. Sau đó thì chúng ta bắt đầu làm việc. Để bắt đầu chúng ta làm như sau. Các bạn đặt trỏ chuột vào một điểm nào đó ở trên đường chu vi của cái đối tượng mà các bạn muốn vẽ theo. Ở đây thì các bạn cần phải lưu ý là cái điểm đặt chuột nó cũng là một cái điểm quan trọng. Có nghĩa là chúng ta bắt đầu nên bắt đầu từ đâu. Đấy. Có phải bắt đầu từ một cái điểm nào đó trơ lơ ở giữa một cái đoạn như thế này không? Không nên như thế. Chúng ta nên bắt đầu bằng một cái điểm gãy. Điểm gãy là như thế nào? Điểm gãy có nghĩa là một cái điểm mà ở đấy khi mà chúng ta vẽ thì nó sẽ có sự chuyển hướng. Đó. Ví dụ đây này, cái mỏ này nó đang cong từ trên xuống, sau đó thì nó lại chuyển hướng ngóc lên như thế này. Hoặc là đây, điểm này cũng là một cái dạng điểm gãy này, thì nó sẽ đang cong vào phía từ phía trên xuống dưới và từ phía gì đấy, từ phía ngoài cong vào trong, sau đó thì nó lại bẻ hướng đi lên trên và mở ra phía ngoài. Có nghĩa là nó sẽ có những cái sự chuyển hướng. Thế thì chúng ta nên bắt đầu bằng cái việc đặt điểm neo đầu tiên vào một trong các điểm gãy. Đấy. Và sau đó thì chúng ta bắt đầu kích chuột này, đưa chuột lên tới vị trí thứ hai. Thế còn vị trí thứ hai này thì nó sẽ là như thế nào? Điểm bắt đầu thì như thế rồi. Thế còn điểm thứ hai thì nên đặt như thế nào? Thì ở trong cái thao tác vẽ này thì các bạn hãy nghĩ là đừng nghĩ rằng là cứ vẽ thật nhiều đoạn ngắn thì nó sẽ chính xác hơn, mà thực ra là vẽ cho chuẩn. Một đoạn cần dài bao nhiêu thì chúng ta sẽ vẽ dài bấy nhiêu. Và một đoạn cong thì thực ra thì nó sẽ được bắt đầu bằng cái gì? Nó sẽ có hai giá trị thôi. Ba giá trị, thực ra gọi là ba giá trị. Một là điểm bắt đầu, hai là điểm kết thúc của cái đoạn cong mà chúng ta muốn vẽ,
ba là cái đỉnh của đoạn cong hoặc là đáy của đoạn cong. Thế thì để mà vẽ cho nó chuẩn thì cố gắng là chúng ta bắt được điểm đầu và điểm cuối của đoạn đáy, còn cong lên hay cong xuống, đỉnh hay đáy thì trong quá trình chúng ta vẽ chúng ta sẽ điều chỉnh làm sao cho nó khớp luôn. Và đây là cái thao tác này, ví dụ tôi sẽ vẽ một đường thế này, thế thì tôi bấm chuột này vẫn giữ và bắt đầu là tôi kéo. Cái thao tác nếu như các bạn nào mà đã quen quen rồi thì thấy nó không có gì phức tạp lắm, nhưng nếu mà các bạn mới lần đầu làm quen với cái công cụ này thì các bạn sẽ thấy đây là một cái thao tác mà không dễ dàng lắm, bởi vì rất khó để mà vẽ để cho nó khớp vào cái chu vi của cái đối tượng. Thế thì thường là tôi sẽ vẽ như thế nào, tôi sẽ vẽ bằng cách là gì đấy ạ, cứ bấm đi, sau đó thì bắt đầu cái quá trình điều khiển thì tôi sẽ thu ngắn hoặc là kéo dài ra một tí của cái đường này để tôi điều chỉnh về đoạn cong. Và thứ hai là trong lúc đó thì chúng ta có thể gì đây, lúc lắc lên xuống một tí thế này để chúng ta ghép cho cái đoạn cong mà đang vẽ đấy nó khớp vào với chu vi của cái hình mẫu. Sau khi đến đây thì chúng ta thấy là nó cũng tương đối là ổn thỏa và chính xác rồi, thì chúng ta sẽ xử lý tiếp như sau. Các bạn nhấn giữ phím An, vì sao? Vì cái đoạn này nó đang cong, hơi cong vào và hơi đi xuống một tí. Đoạn tiếp theo thì nó lại hơi ngửa ra và nó chạy lên. Do đó tôi nhấn phím An và tôi sẽ làm sao đây ạ? Kéo cái tay đòn này nó nghịch lên phía trên một tí để làm sao cho cái đoạn vẽ tiếp theo của tôi nó sẽ cong vòng lên trên. Tiếp theo thì tôi cũng lại sẽ làm như thế. Xác định điểm gãy thứ hai. Đó, sau đó thì vẽ này, dài này, ngắn một tí. Trong lúc đó thì chúng ta lại lúc lắc lên xuống một chút để làm sao cho nó khớp vào. Và đến đây thì tôi lại nhấn phím An và tôi lại bẻ hướng tiếp. Bẻ hướng tiếp để làm gì? Để đoạn tiếp theo nó lại chạy theo cái hướng hướng dẫn của cái tay đòn này. Đến đây thì tôi sẽ tính toán tiếp nên đặt ở quãng này hay là chạy đến đây. Có lẽ là phải thêm ở quãng giữa này, tại vì cái đoạn đường cong này nó không được trơn mịn cho lắm. Đấy, nếu mà nó trơn thì chúng ta có thể là vẽ một mạch từ đây đến đây là một đường cong trơn mịn, nhưng mà đoạn này nó hơi gồ lên, đoạn này lại hơi thắt xuống, nó không thật sự là tròn trịa lắm, cho nên tốt nhất là chúng ta vẽ một cái điểm vào quãng giữa như thế này để điều khiển cho nó bám sát vào cái đối tượng. Nếu trong quá trình mà vẽ mà các bạn bấm bị chệch vào trong một tí hoặc là chệch ra ngoài một tí thì đừng nhả phím chuột ra, các bạn nhấn giữ cái phím này, các bạn có thể giữ phím Control, các bạn có thể nhấn giữ phím Control thì các bạn có thể nhấc cái này ra được đó, nhấc cái này ra kéo nó xuống một tí hoặc là di lên di xuống một tí, hoặc là các bạn nhấc nó vào để các bạn định vị lại cái vị trí cho cái đoạn tiếp theo đấy, và sau đó thì lại chúng ta lại vẽ tiếp. Đến đây thì rõ ràng đây là một cái đoạn mà nó đảo chiều rất là dữ đúng không, đang từ trên cong xuống dưới và từ trên cong sang phía bên trái thì bây giờ nó lại vảnh ngược lại theo hướng cái lưng. Do đó tôi lại nhấn giữ An và tôi bẻ ngược cái tay đòn này lại phiền lên phía trên, và tôi sẽ lấy ở cái đỉnh cái đoạn cong ở cái đuôi của con vịt này đấy, kéo tiếp theo. Đấy, cái này thì các bạn sẽ phải làm nhiều để có một cái kinh nghiệm là áng chừng bằng mắt, là đến đâu là hợp lý để mà chúng ta đặt tiếp một cái đoạn neo. Lúc đầu thì có thể là các bạn sẽ gặp phải cái trường hợp là tương đối khó khăn khi quyết định lựa chọn là bấm vào đâu để tạo ra cái điểm neo đấy, nhưng mà làm một vài lần thì chúng ta sẽ ước lượng được cái chuyện đó. Không nên dài quá, dài quá thì nó sẽ rất khó điều khiển cong khớp vào với lại cái đoạn cong của cái đối tượng mẫu, nhưng cũng không nên ngắn quá thì nó phát sinh ra rất là nhiều điểm, và đồng thời cái đoạn cong của chúng ta nó cũng sẽ không được mềm mại, bởi vì thực ra là càng nhiều đường thì nó sẽ lại tạo ra những cái điểm gãy. Thế cho nên cái này nó cần phải có một chút cái thời gian để cho các bạn làm quen, và các bạn sẽ tập được cái sự ước lượng bằng mắt
là sẽ bấm đến đâu là vừa với cái đường cong mà chúng ta muốn muốn thể hiện lại. Thế và cái này nó có một cái điểm mà lợi thế hơn hầu như tất cả những cái công cụ mà chúng ta đã từng trao đổi, đó là gì? Khi chúng ta đang vẽ, chúng ta hoàn toàn có thể là vừa vẽ chúng ta vừa chỉnh sửa được. Công cụ Maki có vừa vẽ vừa chỉnh sửa được không? Cũng có thể, nhưng mà nó rất hạn chế, đúng không nào? Tại vì hôm trước tôi đã nói với các bạn là chúng ta vừa có thể vừa vẽ này, chúng ta vừa có thể dịch chuyển và co duỗi một chút về cái hình Maki, đúng không? Nhưng mà cái đấy nó rất là hạn chế về về cái sự chỉnh sửa, gọi là tinh chỉnh đấy. Thế còn Lasso thì không có chuyện đó rồi. Lasso các bạn nhả chuột ra một cái là nó kết thúc luôn, không có chuyện là vừa vẽ vừa chỉnh bằng Lasso. Mà cái thao tác chỉnh đó nó chỉ có thể thực hiện được khi nào mà chúng ta đã kết thúc, chúng ta vẽ ra cái vùng chọn rồi, lúc đấy chúng ta mới vẽ thêm hoặc vẽ bớt vào cái vùng đang có, đúng không? Thế nhưng cái này thì hoàn toàn rất là thoải mái, các bạn có thể bấm chuột rồi nhả ra, rồi ngắm nghía chán chê rồi các bạn lại vẽ tiếp. Nó không bắt các bạn phải lúc nào cũng tay chuột cũng phải 5555 là bấm ở trên phím trái. Thế thì nó cũng đã rất là thoải mái rồi về mặt thao tác, đồng thời là trong cái quá trình đấy chúng ta vừa vẽ chúng ta vừa chỉnh sửa được, cho nên là nó vừa thoải mái về mặt thao tác, đồng thời nó lại giúp cho chúng ta là sẽ tinh chỉnh làm sao cho cái đoạn vẽ nó trở nên hoàn hảo nhất có thể. Đấy, đoạn này cũng thế này, đảo chiều này, đến đây thì tôi sẽ nhấn giữ an và tôi đảo chiều ngược lại cho tay đòn, vậy thì nó sẽ hướng dẫn cái đoạn cong tiếp theo nó chạy ngược lên trên. Đấy, lại giữ an, đảo chiều tay đòn, đến đây thì khép nốt vào. Nếu đoạn nào mà nó có cái gì đó mà vẫn chưa được hoàn hảo lắm thì chúng ta vẫn còn có một số các cái bước chỉnh tiếp theo ở phía sau như sau. Các bạn sẽ có thêm một cái cụ đây, trước hết là nói về về cái đoạn đi theo này đã. Thứ nhất là nếu như mà một đoạn nào đó mà các bạn chót lấy cái đoạn cong nó quá dài đấy và nó không được khớp lắm thì các bạn có thể thêm một cái điểm điều khiển vào trong cái đoạn đã vẽ đó để điều khiển nó chu chỉnh hơn. Thì các bạn chọn cái công cụ có dấu cộng ở trên cả ngoài bút này, thì các bạn bấm vào đâu thì nó sẽ tự động thêm một cái điểm điều khiển vào cái điểm đó. Và điểm đặc biệt của nó là gì? Cái đoạn mà chúng ta thêm vào nó là đoạn cong thì nó sẽ, cái điểm mới đó nó sẽ là cong. Còn đoạn mà chúng ta thêm vào nó là thẳng thì điểm mới thêm vào cũng sẽ đương nhiên là thẳng. Thế còn nếu như mà trường hợp như này là chúng ta vẽ dày quá không cần thiết thì chúng ta lại có thể bớt nó đi bằng cách là sử dụng cái công cụ có dấu trừ này và kích vào cái điểm nào đang có thì nó lập tức là nó sẽ xóa luôn cái điểm điều khiển nó đi cho chúng ta. Đấy là các cái tiện ích để thêm điểm điều khiển hoặc bớt điểm điều khiển. Ngoài ra thì chúng ta có một cái công cụ nữa ở trong nhóm này, đó là công cụ Convert Point Tool. Với công cụ Convert Point Tool này thì các bạn có thể, thứ nhất là bấm vào cái gì đấy ạ, bấm vào tay đòn phụ để các bạn điều khiển nó, hoặc các bạn có thể dùng một cái cách nữa, đó là các bạn bấm vào điểm điều khiển. Ở đây Convert là như thế nào? Convert nó chuyển cho chúng ta giữa hai dạng cơ bản, đó là dạng điểm điều khiển thẳng hoặc là dạng điều khiển cong. Ví dụ đây đang là đoạn cong, tôi bấm vào đây một cái, nếu tôi bấm tôi nhả ra luôn thì nó sẽ convert, nó sẽ chuyển đổi cho chúng ta từ cái điểm điều khiển dạng cong thành điểm điều khiển dạng thẳng. Thế còn đang ở thẳng này, nếu tôi bấm vào thì nó sẽ trở thành dạng cong. Nếu bấm không thì các bạn sẽ bảo có gì đâu, nó vẫn cứ là gì đấy ạ, nó vẫn cứ là trông thẳng như thế này, nhưng thực ra thì nó đã convert rồi đấy. Chỉ có điều chúng ta không kèm theo một cái thao tác là chúng ta kéo, cho nên là các bạn sẽ không nhìn thấy là nó sẽ chuyển từ thẳng sang cong với lại cái tay đòn phụ nó kéo dài ra. Đấy, trong trường hợp như thế này thì chúng ta bấm và chúng ta chỉnh một phía đi, sau đó thì nhấn an và các bạn điều chỉnh tiếp cái hướng còn lại để làm sao cho nó khớp với cái hình mà các bạn đang vẽ. Thì như vậy là chúng ta đã có một cái đường path mà nó có thể là rất là chính xác theo cái hình mà chúng ta cần. Thế thì đường path bây giờ có rồi,
và nó có ảnh hưởng gì tới cái ảnh của chúng ta hay không. Thì trước hết chúng ta sẽ thấy rằng là đường path này không hề ảnh hưởng gì tới cái ảnh đang có của chúng ta cả. Và chúng ta có tắt đường path được không? Đường path chúng ta tắt được. Đây, các bạn quan sát ở bên phía tay phải này, nếu như các bạn đã nhìn thấy ở trong hệ thống Docker mà có cái biểu tượng như thế này, thì đây chính là cái biểu tượng để chúng ta gọi cái bảng gọi là bảng path. Khi mà chúng ta vẽ cái path này ra thì các bạn sẽ nhìn thấy ở trong này nó hiển thị tương tự giống như là cái nó giống tương tự như là bảng layer, nhưng mà nó không có màu mè nhiều mà nó sẽ chỉ có hai màu thôi, đó là màu trắng và màu xám. Và cái hình mà chúng ta vẽ thì nó sẽ được hiển thị bằng cái màu trắng trên cái nền xám như thế này. Nếu mà các bạn bấm vào một cái path nào đó ở đây thì nó sẽ hiển thị cái đường path lên giống như các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng nếu tôi bấm vào một vùng trống ở trong cái bảng path này thì cái path nó sẽ bị chìm đi, không được kích hoạt lên nữa. Và nó có mất không? Không mất. Muốn cho nó hiện lại thì chúng ta lại bấm lại vào WordPath ở đây thì nó lại hiện lên. Thế thì việc tắt hay bật cái path này không ảnh hưởng gì tới bức ảnh của chúng ta cả. Và chúng ta có thể làm gì với cái path này? Tôi có thể xử lý như sau. Kèm theo cái công cụ mà tạo ra đường path là phía trên này là công cụ pen, thì tôi có một nhóm gồm có hai công cụ bên dưới, đó là công cụ path selection và công cụ direct selection tool, phím tắt đều là A cả. Công cụ mũi tên đen path selection giúp chúng ta chọn được cái path này bằng cách là bấm vào nó. Thế còn bấm vào rồi thì chúng ta làm được cái gì? Bấm vào rồi thì thứ nhất là chúng ta có thể di dịch chuyển nó đi bất cứ chỗ nào chúng ta thích. Đây, có ảnh hưởng gì đến bức ảnh không ạ? Không, không ảnh hưởng gì đến bức ảnh cả. Path cứ việc trôi nổi phía trên. Nếu như mà chúng ta không làm thêm cái thao tác gì mà liên quan nữa thì cái việc mà di chuyển cái path này từ chỗ nọ sang chỗ kia không hề ảnh hưởng tới bức ảnh. Thứ hai là chúng ta có thể sử dụng một số lệnh mà chúng ta đã từng biết, đó là lệnh transform chẳng hạn. Với lệnh transform tôi có thể là co kéo làm biến dạng cái đường path này. Đây, và các bạn nhìn thấy nó thay đổi tên của lệnh. Khi tôi chọn một path thì các lệnh transform tự động nó thêm cái chữ path vào đằng sau, bởi vì nó biết là chúng ta đang làm việc với path chứ không phải là một vùng điểm ảnh. Thì lúc này những cái lệnh ví dụ như là free transform thì bây giờ nó thành free transform path, hoặc là transform path thì nó cũng ghi rất là rõ vào đấy. Và bằng việc như thế này tôi sẽ gọi được một cái hộp điều khiển bao xung quanh, tôi có thể co kéo, tôi có thể thay đổi cái kích thước của path này, hoặc nếu không đơn giản là chọn và gì đấy delete xóa cái path đi. Và khi tôi xóa path thì cái hình của nó ở trong cái bảng path này nó sẽ bị mất. Thế và khi có path rồi thì chúng ta cũng có thể là điều chỉnh thêm bằng cái công cụ này direct selection. Các bạn lưu ý kỹ cho tôi một chút nhé. Tôi chọn một cái path bằng công cụ gì đây ạ? Path selection tool thì nó sẽ chọn cho tôi cái path này, đồng thời nó sẽ làm hiện lên toàn bộ những cái điểm neo điều khiển hiện có ở trên cái đường path đó. Thế còn trường hợp mà tôi chọn cái công cụ direct selection thì có điều gì xảy ra? Direct selection thì tôi kích vào đường path này thì nó sẽ hiện cái đường path ra, đồng thời nó cho phép tôi bấm vào một trong những cái điểm điều khiển hoặc bấm vào tay đòn điều khiển. Bấm vào điểm neo hay là điểm điều khiển thì tôi có thể di dịch, tôi chuyển cả cái điểm điều khiển này từ vị trí nọ sang vị trí kia. Đấy là chúng ta làm việc với điểm điều khiển chính. Còn nếu như tôi bấm vào gì đây ạ, một cái tay đòn, thì tôi có thể co duỗi và tôi điều khiển cái tay đòn này. Khi chúng ta tinh chỉnh một cái đường path thì thường là chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ này. Đấy. Và trong cái quá trình làm việc thì chúng ta dùng path như thế nào? Đây, khi tôi mở một cái path ra, tôi có một số các tùy chọn để làm việc với path như sau. Bấm chọn cái biểu tượng path ở cửa sổ path này. Sau đó các bạn sử dụng cái tùy chọn như sau. Kích chuột phải vào đây, nó sẽ mở ra cho các bạn một cái menu ngữ cảnh. Trong này
Nó cho phép các bạn làm một số lệnh như sau. Delete path là xóa cái path này đi. Make selection là tạo ra vùng chọn. Fill path là tô theo cái đường path đó. Và stroke path là tô đường viền theo cái đường path đó. Bây giờ chúng ta làm việc trước với lại cái lệnh fill path nhé. Khi tôi bấm vào lệnh fill path thì có một bảng thoại nó sẽ hiện ra giống hệt như bảng thoại fill mà chúng ta vẫn sử dụng ở trong các bài trước. Nó cũng có các tùy chọn giống hệt như là bảng thoại fill và cũng chắc chắn có một cái trường là trường content away này là không được kích hoạt. Lý do rất đơn giản vì không có vùng chọn. Đó. Thế còn lại tất cả các lệnh này các bạn đều có thể làm được. Ví dụ tôi tô foreground này. Đây, màu đỏ được tô rồi, đúng không? Ví dụ tôi tô background này. Đấy. Ở đây thì chúng ta thấy màu nó hơi lạ một tí. Lý do rất là đơn giản vì chúng ta đang để ở cái chế độ là tô multi. Đó, multiply. Đây, nếu tôi để lại về cái chế độ normal, các bạn sẽ thấy màu nó rõ hơn. Đây, foreground nhá. Đó, background nhá. Đó. Hoặc là color chẳng hạn, tôi chọn vào màu khác đây, màu tím đi. Ok, như vậy là chúng ta đã thấy là lệnh tô nó rất giống như là lệnh tô trước đây mà chúng ta dùng. Chỉ có điều là nó tô gì đây? Tô theo cái đường path vốn có. Thay vì chúng ta sử dụng vùng chọn thì chúng ta sẽ lấy chu vi của cái path đó để làm giới hạn của lệnh tô. Và nó cũng hoàn toàn đảm bảo cho chúng ta là gì? Chỉ tô ở trong đường path và không lấn ra ngoài. Đó. Bây giờ chúng ta xem tiếp tới cái trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai là trường hợp gì? Trường hợp thứ hai là trường hợp stroke path. Stroke path thì nó hơi đặc biệt một tí. Bây giờ xin nhắc lại cái lệnh stroke là gì. Đây, chúng ta quay trở lại về cái bài bên này nhé, để chúng ta nói chuyện này. Tôi có một vùng chọn, đúng không? Và tôi sử dụng lệnh stroke là tôi sẽ vào menu edit, vào lệnh stroke. Nó sẽ cho tôi gán một số tham số như sau. Một là độ dày. Hai là tô bằng màu gì. Ba là vị trí của nó. Tô ở lật vào phía trong của vùng chọn. Tô ở tâm của vùng chọn, có nghĩa là một nửa bên trong, một nửa bên ngoài vùng chọn. Và cuối cùng là outside, là tô lật ra phía ngoài vùng chọn. Đó. Ví dụ inside này. Đấy. Tô 2 pixel và nằm ở phía bên trong. Tuy nhiên cái này thì bất kể là nó tô ở trong hay ở ngoài hay ở giữa thì tô vẫn là tô một cách thông thường thôi. Nhưng cái thao tác mà stroke ở đây, ở stroke path thì nó hơi đặc biệt một tí. Các bạn quan sát ở đây, khi tôi chọn lệnh stroke path thì nó sẽ có một bảng stroke path hiện ra. Ở trong này thì nó không hỏi chúng ta là cái màu gì, nó cũng không hỏi chúng ta là cái vị trí ở đâu, nó cũng không hỏi chúng ta là màu là độ dày như thế nào, mà nó lại đưa ra cho chúng ta một cái tùy chọn, đó là tool. Tôi sổ danh sách này ra, các bạn sẽ thấy là chúng ta gặp mặt đầy đủ các công cụ ở trong cái hộp công cụ bên này, ở bên trong cái lệnh stroke. Thế thì nó sẽ tạo ra cái hiệu quả như thế nào khi tôi chọn một công cụ A hay khi tôi chọn một công cụ B, thì cái điều này nó sẽ có khác biệt. Đây, mặc định ban đầu thì chúng ta sẽ thấy nó đặt ở pencil, là cái bút chì đó. Mà bút chì thì có tính chất như thế nào? Bút chì thì có tính chất là nét nó cứng. Đó, nét nó cứng. Thì ở đây chúng ta sẽ nhấp OK, chúng ta sẽ nhận được kết quả. Đây, đường tô như thế này. Nhưng bây giờ nếu như mà tôi can thiệp lại thì sao? Ở đây thì nó sẽ có một cái điểm rất là đặc biệt. Đó là nếu như mà cái công cụ được chọn để làm stroke trước đó mà nó đã được dùng rồi, thì cái tham số của lần dùng trước đó là như thế nào, thì nó sẽ lấy cái tham số đó mặc nhiên là nó gán cho cái lệnh stroke sau này. Đây, các bạn quan sát. Bây giờ tôi chọn pencil. Tôi chọn cái kích thước, cái size giờ là từ này chẳng hạn.
Ok, lần sau tôi thoát ra. Thì bây giờ tôi chọn lệnh stroke path pencil. Đây, các bạn sẽ thấy rằng là cái độ dày của cái đường stroke mà chúng ta vừa tô nó sẽ đúng như là cái tham số mà chúng ta đã thiết lập trước đó của cái công cụ mẫu được lấy. Thế nếu bây giờ tôi lại không dùng pencil nữa mà tôi lại chọn cái gì đấy ạ? Tôi chọn cái công cụ là brush tool này chẳng hạn. Bây giờ tôi có một cái này dày là độ khoảng 5 pixel đúng không? Và bút thì là bút mềm. Ví dụ như thế. Thì bây giờ tôi chuột phải vào đây và tôi chọn lệnh stroke path và không phải chọn pencil nữa mà tôi chọn brush này chẳng hạn. Thì cái thao tác mà chúng ta tô nó sẽ theo cái thao tác trước đó. Đây, bây giờ chúng ta xem lại nha. Dán lại cái này một tí. Đây, chọn bút này, đúng không? 5 này. Bút mềm này, opacity 100 này, chế độ normal này. Chuột phải, stroke, brush. Đấy, thì chúng ta sẽ có một cái dày độ khoảng 5 và nét bút là mềm. Đó. Thế thì hoàn toàn phụ thuộc vào cái công cụ mà chúng ta chọn và cái lần thiết lập gần nhất cho công cụ đó. Ví dụ bây giờ tôi lại chọn tẩy đi. Đây, tẩy này. Tôi dùng cái size là độ khoảng 10 đi. Hay là 20 đi. 20 cho nó to. Đấy, và độ mềm là như thế này. Đó. Và bây giờ nếu như tôi chuột phải vào đây và tôi chọn cái lệnh là gì đây? Stroke path, nhưng mà thay vì brush tôi dùng tẩy đi. Ok. Thì các bạn sẽ thấy là nó làm sao ạ? Nó lại tẩy hết những cái mà vừa mới làm đi. Vì nó là tẩy. Thế thì gán bằng công cụ gì thì nó sẽ stroke bằng chính cái công cụ đó. Thế đến đây chúng ta hơi hình dung một chút về cái cách gọi là tạo stroke ở đây rồi. Thì chúng ta sẽ làm thêm một số tùy chọn như sau. Delete thì đương nhiên là xóa rồi. Cái này thì không cần nói. Dùng bằng lệnh này hoặc là các bạn kéo thẳng cổ nó vào trong thùng rác, hoặc là chọn nó rồi ấn phím delete trên bàn phím thì là nó đều xóa cả. Thế còn cuối cùng thì nó liên quan tới make selection. Thì đây chính là cái đoạn mà chúng ta chuyển đổi từ cái đường path sang thành vùng chọn. Chọn lệnh ở đây thì nó sẽ cho chúng ta một cái tùy chọn là gì đây? Make selection với một cái hộp thoại. Ở đây nó cho phép chúng ta gán luôn một cái tham số là gì đây? Phase radius là làm cái vùng ảnh hưởng. Đó. Các bạn muốn nó có vùng ảnh hưởng các bạn gán vào, còn không thì ok là xong. Thế đây, nó chuyển từ cái đường path sang thành vùng chọn. Đấy là một cách nhé. Cái cách này thì nó có nhiều phương pháp lắm. Đây, các bạn sẽ nhìn kỹ này. Khi có một path thì chúng ta có vài cách làm như sau. Cách thứ nhất là chúng ta vừa trình bày là chuột phải vào đây và chọn make selection. Đó. Cách thứ hai là gì? Cách thứ hai là chúng ta giữ phím control và chúng ta kích vào cái hình thumbnail, cái hình thu nhỏ ở đây. Thì nó cũng sẽ chuyển luôn cho chúng ta từ cái đường path sang thành vùng chọn. Đó. Cách thứ tư, cách tiếp theo đó là các bạn kích hoạt cái đường path này và sau đó các bạn control enter thì nó cũng chuyển đổi cho chúng ta từ đường path sang thành vùng chọn. Một cách nữa là gì ạ? Các bạn bấm vào cái biểu tượng ở dưới đáy của hộp này. Nó là biểu tượng thứ ba từ bên trái sang ở dưới đáy của hộp path và nó có biểu hiện là gì ạ? Một cái hình tròn tròn được thể hiện bằng các nét đứt đoạn. Và nếu như các bạn trỏ chuột vào đây thì nó sẽ hiện lên một cái label, một cái nhãn và nó giải thích đây là cái lệnh load path as a selection, tức là tải cái đường path này như là một cái vùng chọn. Các bạn bấm vào biểu tượng này thì nó cũng sẽ chuyển đổi cho các bạn từ cái đường path sang thành cái selection để các bạn làm việc với cái vùng chọn selection quen thuộc của mình. Đấy. Và cuối cùng có một lệnh rất giống như lệnh đầu tiên, đó là các bạn bấm lên phía trên mũi tên ở trên góc trên này, nó cũng mở ra cho các bạn một cái lệnh gọi là make word path. Đấy. À xin lỗi, đây tôi kích hoạt lại đã nhé, kích hoạt lại đã. Và đây bây giờ thì chúng ta sẽ có một cái lệnh là make selection đây. Thực ra thì cái lệnh mà chuột phải vào đây và chọn make selection với lại cái lệnh sổ danh sách ở đây và chọn lệnh make selection là hai cái đấy giống nhau, nó khác nhau về vị trí gọi thôi. Đấy.
Như vậy là chúng ta có một lô một lốc các cái lệnh khác nhau giúp chúng ta là chuyển đổi từ một cái path sang thành selection. Thế bây giờ phân tích một chút là giữa path và selection thì tại sao đã có selection rồi thì sinh ra cái path làm gì, và tại sao lại đôi lúc là tôi lại không dùng luôn cái path mà tôi lại phải chuyển đổi từ cái path sang thành selection để tôi làm việc tiếp. Thì lý do thì rất là đơn giản như thế này: khi mà chúng ta làm thì không phải lúc nào nó cũng có cái nhu cầu là mọi thứ đều sắc cạnh, đều rõ ràng cả đấy. Và có những lúc tôi cần một cái vùng trọng, tôi cần một cái biểu hiện nó mềm mại, nó lẩn đi đấy, nó chứ không phải phơi bày hết ra. Thế thì cái đường path nó không giải quyết được vấn đề đó. Đường path giúp chúng ta tạo ra một vùng trọng rất là mềm mại, rất là chính xác, rất là uyển chuyển, nhưng bản thân cái đường path đó nó không cung cấp được cho chúng ta cái khả năng là làm mờ biên. Tôi tô thì rất sắc nét, tôi tô thì rất là rõ ràng. Đây ví dụ tô lại này, chuột phải này, fill path này, color đúng không ạ? Tôi có thể tô rất là sắc nét như thế này, hoặc kể cả tôi có thể tô bằng lệnh gì đây ạ, fill path, và tôi chọn hẳn chế độ là gì đây, ví dụ color đi, để cho nó làm sao màu nó có độ trong đúng không, màu vẫn vào và chúng ta vẫn nhìn thấy cấu trúc của cái đối tượng bên dưới. Tuy nhiên tất cả mọi thứ đều sắc nét cả. Nếu như tôi cần một cái gì đó nó có cái tính chất là nó mềm mại, nó uyển chuyển, nó giấu được cái đường biên đi thì thằng này không giải quyết được cái việc đó. Giấu biên đi hoặc là một cái gì đó mềm mại thì chúng ta sẽ phải có một cái độ mềm của nó, mà độ mềm thì đường path không có. Vậy thì chúng ta chỉ có mỗi một cách là gì đây, make selection, và chúng ta chuyển đổi nó sang một cái feather radius để cho nó có độ nhòe biên thôi. Những cái trường hợp như thế này thì path không làm được. Path thì giúp chúng ta giải quyết mọi thứ thật nhanh, hoặc là thật chính xác, thật uyển chuyển, thật tỉ mẩn thôi đấy. Thế nhưng mà chúng ta lại xem lại một cái vấn đề khác, đó là có cần thiết phải có path hay không, mà nếu mà dùng path thì nó lợi được gì hay hại hơn gì so với lại cái thao tác mà dùng vùng chọn. Thì bây giờ chúng ta xem trường hợp này nhé. Tôi lấy ví dụ như sau: tôi có thể chọn con vịt, tôi có thể chọn cái mỏ, tôi có thể chọn cái mắt, ví dụ thế, để làm gì, để khi tôi cần chỉnh sửa một cái gì đó thì tôi sẽ có vùng chọn để tôi làm luôn. Ví dụ tôi muốn thay đổi màu của cái mỏ này chẳng hạn, đúng không, tôi có thể sử dụng các cái công cụ tạo vùng chọn đây như thế này, tôi chọn được nó, sau đó có thể là tôi nhấn là Ctrl Y chẳng hạn, tôi đổi màu giống như cái bài mẫu hôm trước tôi đã làm đúng không. Thì đến đây là tôi đổi được màu cho cái mỏ con vịt. Thế nhưng mà nếu như mà tôi hài lòng rồi thì mọi chuyện dừng ở đây, không có gì phải bàn nữa. Nên nếu mà không hài lòng thì sao, sẽ phải chỉnh lại, hoặc là nếu mà khách hàng lại yêu cầu thì sẽ phải chỉnh lại đúng không. Và trong trường hợp chỉnh lại thì chúng ta lại phải lui cui, chúng ta chọn lại cái này một lần, sau đó thì chúng ta lại chỉnh tiếp đúng không, để chúng ta chỉnh tiếp. Thế nhưng như vậy là mỗi một lần hài lòng hoặc không hài lòng, chỉnh đi hoặc chỉnh lại, thì chúng ta vẫn cứ phải tạo ra một vùng chọn để cô lập được cái vùng mà làm việc đó. Và như vậy là cứ mỗi một lần làm việc ở đâu, chúng ta lại phải tạo ra vùng chọn ở đấy để chúng ta xử lý. Vậy thì mất thì giờ, đấy là cái dễ nhận thấy. Và thứ hai là không phải lúc nào tôi chọn nó cũng trùng khớp được với nhau. Đấy, lần đầu tôi chọn có thể là thế này, lần sau có thể nó lệch đi, nó sẽ bị sai lệch đi một vài pixel, lần sau nữa lại sai lệch một vài pixel nữa. Do đó mỗi một lần mà cứ chỉnh ở đâu lại phải tạo vùng chọn ở đó thì rất mất thì giờ và sẽ kém đi độ chính xác. Do đó người làm việc với Photoshop thì người ta sẽ hoặc là tách bạch những cái chi tiết đó ra thành một layer riêng đó, hoặc là chúng ta sẽ phải lưu lại cái vùng chọn đó như thế này. Chúng ta vào select đúng không, và chúng ta chọn shape selection.
Sau đó thì các bạn có thể tại trường name này các bạn đặt tên cho tôi. Ví dụ tôi đặt tên nó là mỏ chẳng hạn. Ok, vậy là tôi có một cái vùng chọn có tên là mỏ được lưu lại rồi. Và sau này tôi muốn hay không muốn thì tôi vẫn có thể là vào select, và lúc này tôi sẽ sử dụng lệnh là load selection và tôi sẽ làm sao đây, trỏ vào cái vùng chọn mà tôi đã lưu, sau đó nhấp ok thì nó sẽ tải lại một cách chính xác luôn những cái vùng chọn mà chúng ta đã lưu đấy. Thứ nhất là chúng ta không phải chọn lại, thứ hai nữa là nó đảm bảo rằng là vùng chọn mỗi một lần làm việc tải lên nó luôn luôn là một vùng chọn duy nhất, không bị lệch lẹo pixel nào cả. Thì như thế thì nó mới đảm bảo cái tính chính xác. Thế nhưng mà như thế thì tôi có bao nhiêu thứ mà cần phải xử lý, là tôi phải có bấy nhiêu cái vùng chọn mà tôi lưu, đúng không? Đây ví dụ chúng ta chọn lại một vùng khác nhé. Ví dụ tôi chọn cái phần màu vàng của con vịt này. Đấy, đến đây là gần như là tôi chọn hoàn hảo được cái này. Thêm một tí vào phần mắt này nhé. Đấy, ví dụ đến đây là tôi đã chọn được cái phần gì đây nhỉ, cái phần màu vàng đúng không? Và bây giờ tôi lại phải lưu là gì đây, select này, shape selection này. Ví dụ đây tôi đặt tên là thân đi đó, và những cái phần còn lại ví dụ như là tôi chỉnh riêng cái mắt thì tôi lại chọn riêng mắt đúng không, ví dụ vậy. Thế thì để mà gọi mỗi một lần như thế này thì tôi lại luôn luôn phải có một thao tác là chọn này, sau đó là lưu này, đặt tên này, và mỗi lần cần cái gì thì tôi lại vào select, vào load, và tôi lại phải chỉ ra là tôi cần cái gì, đúng không? Thì tôi mới đưa ra đây. Tuy nhiên như vậy là chúng ta phải làm rất là nhiều lần. Thứ nhất là phải làm rất là nhiều lần, thứ hai là lần nào làm chúng ta cũng phải lưu. Thế cái đường path này thì có phải lưu không? Đường path thì không phải lưu theo nhiều lần như thế, mà chúng ta có thể làm một cách tách bạch ra như sau. Các bạn quan sát, các bạn muốn làm một cái path, ví dụ vừa rồi là chúng ta vừa vẽ một cái path tổng đúng không? Bây giờ muốn vẽ riêng một cái nào đó thì tôi bấm vào cái trang giấy trắng này, create new path, sau đó thì tôi sẽ vẽ một cái path riêng cho cái mục tiêu này. Ví dụ cái mỏ, đó, tôi sẽ vẽ một cái đường path riêng cho cái mỏ này. Đấy, đến đây nếu mà cảm thấy là không được tốt lắm thì tôi lại bấm thêm vào đây để tôi tạo ra một cái điểm hỗ trợ nữa, và tôi kéo ra đây. Đến đây tôi đặt tên là gì đây, mỏ đó. Vẽ xong là xong, tôi không phải làm thêm gì nữa, tại vì vẽ bản thân nó đã tách bạch ra thành từng cái riêng này rồi. Nếu như bây giờ tôi làm cái thao tác là gì đây, đóng cái file này lại, nó sẽ hỏi là có lưu những thay đổi hay không. Tôi chỉ cần là yes, có lưu, thì tất cả mọi path mà chúng ta vẽ thêm ra là nó sẽ tự động được lưu trong một lần duy nhất lưu cùng với file, chứ nó không bắt chúng ta là phải gì đây, vẽ xong vùng chọn rồi phải lưu từng cái một. Như thế tức là cái tốc độ làm việc và cái bước làm việc là chúng ta sẽ giảm thiểu đi rất nhiều. Đấy, và cái thứ hai nữa là cái bảng này nó cũng rất là trực quan. Đấy, các bạn mở ra muốn tải cái gì thì các bạn chỉ việc làm sao đây, giữ control, các bạn kích vào đúng cái path đó thì các bạn tải luôn được cái vùng chọn lên. Ví dụ bây giờ tôi chọn cái này nhé, ví dụ tôi chọn cái này, tôi lấy toàn bộ này chỉ là màu vàng thôi đúng không, tôi muốn chỉnh màu vàng, vậy thì tôi sẽ không được xử lý vào mỏ và tôi cũng không xử lý vào mắt. Ok, vậy tôi phải vẽ thêm hai cái vùng chọn cho cái mắt này nữa. Đây các bạn quan sát, vẽ thêm vào cái mắt này, à sorry, đây tạo thêm một cái mới nhá. Vẽ này, ví dụ như thế này.
muốn cả hai mắt cùng một lần thì tôi lại vẽ luôn là xong. Còn nếu mà muốn tách bạch từng mắt một thì tôi lại phải tạo một trang giấy mới ở đây. Đó. Sau khi mà tôi vẽ xong thì mọi thứ nó lại trở nên hết sức là đơn giản và thao tác rất là nhanh. Đây các bạn quan sát. Rồi tôi đặt tên cái này là mắt. Ok, xong rồi. Để xử lý này, tôi có thể làm rất nhanh như sau. Đây, Ctrl 0 nha. Giữ Ctrl này, click vào đây. Vậy là tôi tải được gì đây? Tôi tải được toàn bộ con vịt đúng không? Bây giờ Ctrl An mà click vào mỏ thì nó sẽ làm sao đây? Trừ cái mỏ đi. Ctrl An click vào mắt thì nó sẽ trừ mắt ra. Thì cuối cùng tôi chỉ còn lại cái gì? Phần màu vàng của con vịt thôi. Bây giờ muốn làm gì thì làm. Tức là mọi thao tác tương đối trực quan, tất cả những cái lưu được nằm ở đây. Và thêm vào thì giữ Shift, bớt đi thì giữ A. Đúng không? Rất giống với quy tắc mà chúng ta đã nói về cái chuyện gọi là thêm, bớt, mở rộng hay là thu hẹp lựa chọn trước đây. Đấy, chỉ có điều là chúng ta thao tác trực quan ở trên cái cửa sổ path này. Đấy, bằng cái cách là kích vào cái thumbnail này kèm theo phím Ctrl hoặc là phím Ctrl Shift hoặc Ctrl A để thêm vào hoặc bớt đi. Và mọi thứ thì nó sẽ thao tác rất nhanh, rất trực quan so với cái lệnh là gì đây? Select này, rồi load selection này. Ở đây thì nó lại hơi lằng nhằng. Đấy nhá, các bạn xem thử cái cách làm việc với lại cái vùng lưu vùng chọn thế nó như thế nào nhé. Ví dụ đây, tôi lưu từng này vùng chọn. Các bạn xem lại nhé. Đây, đây là tổng này. Shape selection. Tôi đặt tên là toàn thân đi. Nhá. Đây là một vùng chọn này. Vùng chọn thứ hai tôi đặt tên là mỏ này. Đó, vùng chọn thứ ba này tôi đặt tên là mắt này. Ok, vậy là ba vùng chọn rồi. Nếu bây giờ mà tôi muốn tải ra để tôi lấy được cái vùng màu vàng giống như thân của con vịt nhé, các bạn quan sát xem tôi phải làm mấy lần nhé. Thường là sẽ load selection này. Đầu tiên là toàn thân này, đúng không? Tôi sẽ lấy ra như thế này. Sau đó thì tôi sẽ vào select này, load selection lần thứ hai. Nhưng lúc này thì tôi sẽ chỉ định là gì đây? Load cái mỏ. Nhưng load cái mỏ ở góc độ như nào? Nếu mà chỉ như thế này thôi thì nó sẽ chỉ load cái phần cái mỏ ra thôi và nó lại xóa cái phần hiện đang có là cái toàn thân đi. Mà chúng ta muốn dùng cái mỏ này lại trừ bớt đi cái phần toàn thân thì tôi sẽ lại phải sử dụng cái lệnh gì đây? Subtract, trừ bớt đi so với vùng chọn đã có. Đó. Đấy, lúc này nó mới trừ này. Sau đó lại vào đây lại select này, load selection một lần nữa. Lúc này lại chọn gì đây? Mắt này. Và cũng lại chọn subtract để trừ bớt đi này. Thì lúc này tôi mới có được. Có nghĩa là làm thì vẫn làm được, nhưng rõ ràng chúng ta phải làm qua rất nhiều bước và lại chọn lựa rất là nhiều. Trong khi nếu mà chúng ta làm với path thì mọi thứ nó trực quan ngay đây. Đấy, cần cái gì kích thẳng vào cái đó kèm theo phím Ctrl hoặc là Ctrl Shift hoặc Ctrl A. Đấy, mọi thứ nó sẽ trực quan hơn, nhanh hơn rất là nhiều. Và một cái điểm nữa mà các bạn sẽ thấy rằng là cái vùng chọn thì không dễ như thế ở cái góc độ như nào. Một đường path khi tôi kích lên đây mà tôi cảm thấy chỗ nào mà nó không vừa mắt hoặc là chưa chính xác, tôi có quyền là bấm vào đây tôi chỉnh luôn. Đấy, đường chọn theo kiểu selection thì nó không dễ như thế. Để chỉnh được một cái selection sau đó lại phải lưu lại thì không dễ như thế. Nhưng cái path này thì hoàn toàn là bấm vào đây và chỉnh luôn, chỉnh ngay tại chỗ. Đấy. Thì này, nếu mà mình muốn lưu ra một file PDF thì khi người khác mà dùng cái file này vào đấy nó vẫn còn được path lưu path này. PDF ấy? À không, PSD. PSD chứ đương nhiên. Được ạ. Đương nhiên nó chỉ được cái đây này, bạn nhìn đây này, chúng ta hỏi này đấy nhá, file nhá, save này, đây đúng không, bạn muốn xếp thành cái gì thì bạn xếp đúng không. Bây giờ vấn đề là nó sẽ có một số dạng cho phép lưu theo đường path và một số dạng không được. PSD thì đương nhiên đấy nhá. Bây giờ tôi đặt ra thành desktop này, rubber duck PSD này đúng không, save. Bây giờ tôi lại CSS nó ra thành một dạng nữa nhé. Ví dụ như là JPEG đi, đúng không? Vẫn rubber duck nhá. Ok,
Bây giờ đóng cái thằng này lại. Và chúng ta cùng mở ra này. Open Recent này. PSD. PSD thì đương nhiên rồi, PSD là cái dạng mà nó chấp nhận đủ mọi thứ trên đời này. Ở trong cái dạng PSD thì đương nhiên là phát là có. Bây giờ tôi mở thử tiếp cái thằng JPEG nhé. Đây, thì nó sẽ có cái path này. Path này thực ra là cái path mà đã lưu từ trước rồi. Đấy, path này lưu từ trước rồi. Xóa nhé. Bây giờ tôi làm lại path khác xem nó có lưu không nhé. Ví dụ path vẽ cho mỏ thôi. Quan sát thử. Đây là cái chưa có path đúng không? Tôi vừa xóa đấy rồi, bây giờ vẽ lại nhé. Xem nó có ra không nhé. Ví dụ đây, xong, đúng không? Bây giờ đóng nhé. Và lưu ông này, yes này. Bây giờ mở lại này. Nó mỏ nhé. Bây giờ vẽ thêm một lần cái nữa nhé. Bây giờ đến cái mắt này. OK, đóng này, yes, mở lại nhé. Đây, mặt này vẫn được. Đó, tức là cái path này một khi mà chúng ta đã làm xong một lần là có thể tái sử dụng vô cùng nhiều lần sau đấy. Cứ lúc nào mà các bạn cần lôi cái gì ra chỉnh sửa, mở ngay cái path ra cho tôi xem có cái nào đã được lưu hay không. Có thì cứ việc bấm vào đó mà tải lên mà chiến đấu thôi. Chúng ta sẽ không phải làm thêm một lần nữa. Đấy thì đấy là cái lợi thế rất là lớn của Path. Nó làm cho chúng ta sẽ lưu giữ được cái kết quả làm việc trước đó. Và nó sẽ giúp chúng ta xử lý mọi chuyện nó trở nên linh hoạt. Tại vì cái thao tác mà chúng ta làm ở đây thì rõ ràng so với cái thao tác lưu xong rồi gọi lệnh xong là subtract hay là ask hay là new gì đó, ở trong cái lệnh load selection này thì nó sẽ khác nhau rất nhiều về mặt tốc độ làm việc. Thì đấy là cái mà chúng ta nên tận dụng của cái path. Đấy, nó giúp cho chúng ta tăng tốc độ làm việc rất nhiều. Đấy, và cái sự tiện lợi của nó thì tôi vừa so sánh các bạn thấy rất rõ rồi. Đấy thì cái công cụ này, đấy như các bạn vừa thấy là chúng ta có thể tạo ra những cái path chính xác, và từ cái path đó chúng ta có thể tải ra thành một cái vùng chọn một cách linh hoạt. Đấy. Thì thực ra thì nó có hai chiều. Đây các bạn quan sát nó có hai chiều như thế này. Nếu như mà tôi có một gì đây, tôi có một vùng chọn, tôi có biến nó ra thành path được không? Thường thì bao giờ nó cũng có hai chiều âm dương. Đấy. Nếu như vừa nãy chúng ta đã có một path mà chúng ta biến đổi nó thành vùng chọn được, thì ngược lại một vùng chọn đã có, tôi có thể biến đổi nó thành path. Đây các bạn nhìn thấy này. Cái vừa nãy tôi nói với các bạn là cái icon thứ 3 từ bên trái sang. Nhưng nếu mà chúng ta lấy cái icon ở giữa này, đấy, thứ 4, cả từ trái sang cả bên phải sang đều là thứ 4 cả, mà các bạn bấm vào thì đấy chính là cái lệnh biến đổi một cái vùng chọn đang có thành một path. Đấy, các bạn thấy chưa? Chúng ta có thể trao đổi qua lại giữa hai dạng được, từ path thành selection và từ selection thành path. Và ngoài cái chuyện là chúng ta tạo ra cái vùng chọn từ cái path, thì nếu như mà các bạn làm sâu hơn nữa về sau, các bạn làm việc với lại các cái chương trình mà có nhiệm vụ là gì đấy, layout, dàn trang, làm các tài liệu nhiều trang để xuất bản, ví dụ như làm tạp chí, làm báo, làm catalog vân vân, các tài liệu nhiều trang, thì cái path này sẽ các bạn sẽ gặp lại nó. Các bạn sẽ gặp lại nó bởi vì sao? Nó sẽ giúp các bạn giải quyết những cái việc là làm lặng
trong cái nền của bức ảnh đi nếu như có path. Cái thứ hai nữa là nó sẽ giúp các bạn là làm những cái thao tác là gì đấy, wrap text, giải các cái text ra bám xung quanh cái hình ảnh theo chu vi của hình ảnh chứ không phải theo cái khung chữ nhật của hình ảnh. Đấy thì chúng ta sẽ còn gặp lại cái thao tác sử dụng path này ở chương trình InDesign về sau nữa cơ, chứ không phải là chỉ dừng lại ở đây đâu. Đấy. Thế mà nếu mà các bạn thắc mắc thì các bạn cũng sẽ thấy ở đây chúng ta sẽ có một loạt các cái icon và chúng ta mới có đề cập tới có 4 cái thôi. Đó, chúng ta mới đề cập tới 4 cái trong cái quá trình mà trao đổi vừa rồi. Đó là gì đấy ạ? Biến đổi một đường path thành vùng chọn. Đấy, là cái này. Cái bên cạnh là chúng ta vừa mới nói là biến đổi một vùng chọn sang thành path là cái mà chúng ta vừa đề cập tức thì. Đó. Tạo một path mới là ở đây. Thế và xóa path là ở đây. Thế còn hai cái này là gì? Hai cái này là hai cái mà chúng ta cũng vừa đề cập nhưng mà chúng ta chưa đề cập tới nút lệnh, đó là fill path. Đó. Thế và đây là gì đấy? Stroke path. Đấy. Và fill path thì ở đây thì nó mặc định luôn là fill path bằng màu foreground là ô màu này. Đấy, thế còn đây là lệnh stroke path đây. Đấy. Thế thì bây giờ tôi trao đổi thêm một tí. Vừa nãy là chúng ta đang làm việc theo cái tư duy là tư duy tách bạch. Tư duy tách bạch là thế nào? Là trước đây là tôi chọn một cái gì là tôi cố gắng đưa nó thành một layer riêng để quản lý cho nó dễ và xử lý cho nó dễ, đúng không? Và với path này cũng vậy, có nghĩa là tôi vẽ ra một cái path cho cái chi tiết nào thì tôi cũng cố gắng là vẽ nó tách bạch, cái thân là cái thân, cái mỏ, cái mắt là cái mắt, đúng không? Nhưng nếu như mà các bạn muốn thì các bạn có thể làm một cách tổng hợp là như sau. Đây, các bạn quan sát lại cái thao tác của tôi một tí nhé. Ví dụ tôi vẽ mà để lấy cái phần thân vàng của con vịt này thôi, tôi có thể vẽ như sau. Các bạn để ý cho tôi ở trên này nó có một số các cái tùy chọn này. Các bạn để ý một số tùy chọn này. Đây, nhìn kỹ cái này. Path operation. Nếu các bạn sổ danh sách này ra thì các bạn sẽ nhìn thấy có một số lựa chọn. Ví dụ như là combine shape này, subtract from shape này, intersect shape R này và exclude overlapping shape. Thế thì nó sẽ có một số các tùy chọn. Nó hơi giống như là cái thao tác mà các bạn giữ shift hay giữ alt các bạn thêm hoặc bớt cái vùng chọn đó. Thì các bạn cũng có thể là giải quyết như sau. Nếu như tôi bây giờ tôi vẽ như thế này nha, là tôi vẽ tổng quan của con vịt. Đây, tôi vẽ nhanh nhé. Ví dụ như này, đây là cái phần thân đi. Đến đây là phần thân đi. Đó. Nếu như bây giờ tôi lại vẽ chuyển như thế này, tôi chuyển sang subtract và tôi vẽ làm sao? Tôi vẽ cái phần cái mỏ này. Điều gì sẽ xảy ra? Khi tôi chọn cái này subtract thì nó sẽ trừ bớt ở đây đi. Đấy, vẽ tiếp cái mắt thì nó trừ bớt tiếp nữa. Tức là tự nó giao thoa và nó đã loại trừ lẫn nhau ở những cái vùng giao nhau.
Đấy, và khi mà chúng ta xử lý như thế nào, xem lại một chút nào. Đây, đây là WordPad này. Đó. Subject. Đây là hơi bị ngược rồi. Vẽ lại cái này tí nha. Combine này. Vùng chọn phải là vùng trắng. Vùng ngoài nền là vùng xám. Đấy, vẽ như thế nào thì chúng ta phải quan sát xem nó đã đúng như thế chưa. Này nha, ví dụ một cái tổng nha, đây là cái tổng này, ok, đến đây là cái tổng. Bây giờ nếu mà tôi chuyển chế độ này sang thành subject này, combine là thêm vào này. Bây giờ đấy, tôi lại vẽ lại trông qua chẳng hạn. Những cái dạng như thế này thì nó sẽ chèn bớt trừ bớt. Đấy, thì nó có thể là kết hợp cùng nhau hoặc là làm riêng, nhưng mà thực ra làm riêng vẫn là cách tốt nhất. Đó. Làm riêng là cách tốt nhất, nó đỡ phải lằng nhằng kích hoạt cái nọ hay là bỏ cái kia. Đấy, cách tốt nhất là chúng ta cứ vẽ một cái gì đó thì tạo thành một cái path riêng đi. Đấy, và trong trường hợp như thế cần cái gì chúng ta kích hoạt nó rất là nhanh hoặc là thêm hoặc bớt. Thế thì đấy là sơ bộ về cái công cụ pen với lại cái công cụ nhóm công cụ path selection hoặc là direct selection. Đấy, thế còn ở đây thì nó còn thêm một cái nữa thì cũng nói nhanh, cái này thì vô cùng dễ, đó là cách vẽ một cách tự do. Đó là chúng ta chỉ việc là nhấp giữ đây free, xin lỗi nha, free đây, nhấp giữ và các bạn vẽ như là vẽ một cái bút thường cái này thôi thì nó sẽ tạo ra cái đường path theo tay chúng ta vẽ, và sau đó cần chỉnh cái gì thì chúng ta lại vào trong cái công cụ là Direct Selection này để chúng ta bấm vào đây, chúng ta thêm hay bớt hoặc là điều chỉnh các cái đường này sau. Đấy. Thì cái này là cái mà các bạn sẽ dùng cực nhiều đây, cái pen này này, pen và path này. Và nhưng mà nó có phải lúc nào cũng sử dụng nó để thay thế cho những cái công cụ mà chúng ta đã nói với nhau trước đấy hay không thì không phải nhé. Cái nào nó có trách nhiệm của cái đấy, nó có thế mạnh của nó đấy, và chúng ta nhiệm vụ của chúng ta là dùng cho nó đúng. Những cái gì mà đòi hỏi rất là tỉ mẩn, rất là chính xác, rất là mềm mại thì lúc đó mới cần đến cái thằng này thôi. Còn những cái gì mà đơn giản, mà những công cụ kia mà nó đã đáp ứng được ngay thì hãy dùng đúng những cái công cụ với cái thế mạnh của nó. Đừng có lôi dao mổ trâu ra để giết gà. Những cái ví dụ như là tôi cần vẽ một cái
vùng chọn ellipse hay là chữ nhật thì đương nhiên là dùng marquee, không ai lôi cái này ra để vẽ cả. Đấy. Chỉ cái nào phức tạp thôi, chỉ cái nào đòi hỏi tỉ mẩn và chính xác thôi. Mà những cái công cụ kia mình đánh giá và mình thấy rằng nó không đáp ứng được thì lúc đấy chúng ta mới lôi cái này ra để chúng ta hỗ trợ. Thế đây là một trong những cách mà vẽ và tạo ra vùng chọn rất là chính xác. Thế bây giờ tôi nói thêm một cái trường hợp như thế này nữa. Đó là cái cách mà tạo ra bằng tạo và chỉnh sửa cái vùng chọn bằng cái gọi là quick mask. Quick mask là như thế nào? Quick mask là một cái cách mà kết hợp giữa cái công cụ bút và công cụ tẩy để xử lý. Cái này thì nó rất cổ điển rồi và có lẽ là dạo này thì mọi người ít dùng đến. Nhưng mà tôi cũng nói thêm, bổ sung thêm một tí, tại vì thực ra Photoshop nó vẫn duy trì cái này chứ nó không bỏ đi. Cho nên tôi bổ sung thêm cho các bạn thêm một cái phương pháp nữa. Đó là phương pháp tạo vùng chọn bằng quick mask. Đây các bạn quan sát. Ở đáy của cái hộp công cụ này thì các bạn nhìn thấy dưới, bên dưới của cái hộp màu thì nó có một cái biểu tượng là biểu tượng quick mask. Đấy. Và chúng ta thấy là dù là thu lại thành một cột hoặc là xếp ra thành hai cột thì vẫn có cái biểu tượng quick mask này. Và chúng ta có thể làm như thế này. Hoặc là các bạn cứ tạo ra một cái vùng chọn trước đó đi, có một tí như thế này nhé. Sau đó thì các bạn bấm vào gì đây? Bấm vào biểu tượng quick mask, hoặc các bạn bấm vào phím quy cho bàn phím. Nó sẽ chuyển cho các bạn sang cái chế độ gọi là chế độ quick mask. Thế và khi ở trong chế độ quick mask thì nó phân biệt rất là dễ giữa cái chế độ preview thông thường và chế độ quick mask, là cái màn hình của chúng ta nó sẽ có những cái vùng mà phủ hồng nhẹ như thế này. Và bằng cách là sử dụng cái bút hoặc là cái tẩy, chúng ta có thể mở rộng hoặc là thu hẹp các cái vùng này. Đây, các bạn nhìn này. Tôi dùng cái tẩy và tôi tẩy bớt những cái vùng hồng hồng này đi. Thì tôi tẩy đến đâu thì tôi đang mở rộng cái vùng chọn ra đến đó. Kiểm tra được không? Kiểm tra rất dễ, nhìn trực quan thì cái vùng sáng đấy chính là vùng chọn. Cái vùng hồng hồng chính là cái vùng không chọn. Và nếu như tôi ấn vào cái biểu tượng quick mask này lại một lần nữa, hoặc là tôi nhấn vào biểu tượng Q một lần nữa. Đấy, Q này là vào quick mask, Q lần nữa là thoát quick mask, thì các bạn nhìn thấy là cái vùng chọn của chúng ta nó sẽ mở rộng và thu hẹp như thế này. Ở đây thì nó sẽ có hai cái phương pháp nhận diện. Đây, các bạn xem này. Kích đúc. Các bạn kích đúc vào cái biểu tượng quick mask thì nó sẽ mở ra một cái bảng thoại là quick mask option. Trong đó nó cho các bạn hai lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên là các bạn nhìn đây, color indicate này, đúng không? Thì nó có lựa chọn đầu tiên đang là mặc định là max A, là cái vùng gì đấy, vùng mặt nạ. Vùng, và một cái thứ hai là select A. Đấy. Thì các bạn quan sát ở đây, vùng màu hồng hồng thì chính là cái vùng được gọi là max A, và cái vùng sáng này là vùng select A. Đấy. Còn nếu như tôi bấm vào đây thì nó sẽ ngược lại nhé. Đó là gì đấy? Vùng hồng sẽ là tương ứng với vùng được chọn, và vùng trắng là vùng không được chọn. Thế thì chúng ta cứ xoay qua xoay lại giữa hai công cụ này. Đó là gì đấy? Dùng công cụ bút vẽ thêm vào. Vẽ thêm vào đến đâu thì nó là vùng chọn mở ra đến đó. Đó, đây, đến đây nhá. Tôi ấn Q này, các bạn sẽ thấy là vùng chọn nó sẽ được mở ra đến thế này. Nếu như bây giờ tôi ấn Q lại lần nữa thì các bạn sẽ thấy vùng chọn tương ứng đúng với vùng màu đỏ, đúng không? Và nếu như bây giờ tôi sử dụng cái công cụ tẩy để tôi tẩy đi, thì tẩy bớt đến đâu thì chúng ta sẽ thấy là vùng chọn nó bị thu hẹp lại đến đấy. Đây, tôi nhấn Q lại một lần nữa, các bạn sẽ thấy là vùng chọn nó sẽ bị thu hẹp lại đến đây. Đây là cái phương pháp tương đối cổ điển. Tại sao nó phát hiện nó phát sinh ra cái này? Nó phát sinh ra cái này là để nó giúp chúng ta làm việc tỉ mẩn. Vì sao? Vì trước đấy như tôi đã nói, các công cụ thuộc về nhóm công cụ chọn bước đầu mà chúng ta làm quen, Marquee, Luxo, Magic One, vân vân, đều không đáp ứng được những cái tiêu chí gọi là tỉ mẩn, chi tiết. Do đó nó sẽ đưa ra cái quick mask này là để chúng ta chỉnh sửa, tinh chỉnh cho cái vùng chọn, làm sao cho nó đi tới cái chỗ hoàn thiện nhất, và nó giúp cho chúng ta làm việc một cách từ từ, đúng không? Nếu mà đúng thì tốt, chưa đúng thì vẽ lại, vẽ thêm,
hoặc là quá đi thì lại tẩy, và ngược lại. Đấy, và cái cách như thế là nó giúp cho chúng ta ngồi cứ tỉ mẩn, tỉa dần thêm dần bớt dần từng tí một, để làm sao đạt được một cái hiệu quả nó tốt nhất, chính xác nhất. Đấy. Bây giờ thì hầu như rất ít người dùng cái này, tại vì là nó đã được bổ sung thêm những cái cách làm khác, ví dụ như là tạo ra vùng chọn thì nó có thêm cái công cụ Quick Selection này làm công cụ nâng cao sức mạnh cho cái Major One theo một cái phương pháp mới rồi đó. Hoặc là về sau này chúng ta sẽ có làm quen thêm một cái nữa, nó gọi là một cái nhóm lệnh Refine Edge, tức là nó sẽ giúp chúng ta xử lý kỹ hơn và tẩn mẩn hơn ở cái biên của vùng chọn. Đấy, thì tới bây giờ thì tôi cảm thấy là rất ít người còn dùng cái quy mắc này, nhưng mà dù sao đi nữa thì nó vẫn còn tồn tại ở trong Photoshop, cho nên tôi cũng phải giới thiệu để các bạn nắm được cái này. Và đôi khi còn có thêm cái này nữa, nếu mà các bạn đã dùng đến cái này thì lại phải lưu ý thêm một cái vấn đề, đó là nó đánh dấu cái vùng mà được chọn hoặc là vùng không được chọn bằng cái màu đỏ này, vì màu đỏ là màu tương đối dễ nhìn đó. Tuy nhiên nếu như mà các bạn gặp phải trường hợp là các bạn lại tạo cái vùng chọn này ở trên cái mỏ bản thân nó là có màu đỏ rồi, mà là chúng ta lại phủ một lớp màu đỏ lên để nhận biết được là chỗ nào đã chọn thì chỗ nào không, thì rất khó. Đây là màu mặc định thôi, không có nghĩa là lúc nào cũng phải đỏ cả. Do đó nếu các bạn thích thì các bạn có thể bấm vào đây và các bạn chuyển đổi cho tôi sang một thành một màu khác. Với cái màu khác như thế này thì chúng ta có thể là làm sao đấy, nhìn rõ được là cái vùng mà chúng ta đang sửa hoặc chúng ta đang chọn nó nằm đến đâu rồi, đúng không? Chứ còn màu đỏ phủ cho màu đỏ thì các bạn sẽ không nhìn được, các bạn sẽ không biết được là nó nằm đến đâu. Thì đấy là cái cách tạo và chỉnh sửa cái vùng chọn nữa mà tôi bổ sung cho các bạn, ngoài cái nhóm công cụ đầu tiên mà chúng ta đã trao đổi mấy hôm trước. Đó. Bây giờ thì các bạn thử nghiệm một chút đi để xem còn cái gì thắc mắc về cái cách xử lý, cách vẽ hoặc là cách bớt hoặc là chỉnh sửa nữa thì chúng ta trao đổi luôn.